Đây là dòng đẩy bãi bên mình mới về nhé. Đây là ruột gan ở đây, mình mở cho anh em xem này. Mình thấy cái lô này nó khá là ok. Ok vì mình thấy nó chạy bằng sò san ken này. Anh em có thể nhìn thấy này, sò san ken này. Đó, nguồn khá là lớn. Về cái mạch của cái con này thì mình thấy các linh kiện nó lắp vào cũng khá là tốt. Chở cái thứ thì toàn chở 5 vạch thôi. Điện chở ấy, những cái con điện chở chở xanh 5 vạch thế này. Đây là những cái con linh kiện từ những cái con linh kiện bé người ta sử dụng cũng đã khá là tốt rồi. Chưa nói đến những cái con suất sò san ken này thì hiệu năng nó đưa ra rất là cao, tiếng sắc sảo. Rất là mượt mà. Nguồn thì lớn, cái này thì đảm bảo cho anh em có thể chơi được loa 50. Cả anh em đi làm show, làm sự kiện hoặc là ghép phòng gia đình hoặc quán karaoke cũng đều rất là ok, hiệu năng tốt, tiếng ngọt thanh. Tiếng rất là chi tiết sắc sảo, riêng cái dòng sò này nó đưa ra vậy. Và hiệu năng nó thì lớn, anh em có thể chơi quá tải nó cũng được. Chơi quá tải nó nhưng mà cái phần bảo là phát nhiệt thì con này nó phát nhiệt rất là ít. Đây là an toàn trong quá trình anh em sử dụng, không may mà có quá tải tí cũng chẳng sao cả. Về phần mặt mũi nó đây, mặt mũi nó thì cứng cáp, vỏ viết thì. Đấy, anh em mà cần những cái loại mà không cần màu mè, nhìn nó thô sơ thôi, rồi nhìn khá là cứng cáp. Để mình quay đằng sau cho mọi người xem. Để đằng sau nó thì đó, sáng. Đấy, đằng sau nó đây thì nó hỗ trợ đầu ra âm thanh theo kiểu bắt cọc và kiểu jack Pacon này. Đấy, đầu vào thì hỗ trợ jack Canon. Rồi có các chế độ. Đây là chỉnh độ nhạy này. Đấy. Rồi chuyển chế độ đánh này, chế độ chơi này. Stereo rồi Paralel rồi. Sitea. Nói chung là lô này khá là ok. Trong cái cửa tiền để anh em có thể chơi gia đình. Mình mở thử nhé. Đẩy này nó là cái chiều dài thân, độ sâu này của nó chỉ có 40 thôi. Đấy, 40 tính lên cả càng bắt đằng sau. Nên là rất dễ để anh em lắp thùng nhé. Không sợ nó dài quá thùng mà nó thò đầu, hoặc là anh em để tủ. Để tủ cũng vậy, để tủ thì nó sẽ không bị thò quá. Đấy, bè này thì nó chuẩn rồi. Bè này thì con nào như nhau rồi, như bè sâu này sẽ có những con đẩy rất là dài sâu về đằng sau. Rồi trong cái tầm giá trên 3 triệu mà anh em có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ bên mình. Chào anh em.